lại có hoa mang về rồi. Ơi, kiểu gì xui mình dẫm chân ra ông lại chân. Mỗi bố một cây sam hương à? Cũng sam hương luôn, làm dẫm chân nào nhau. Anh em hương này thơm, có vẻ thơm hơn. Thì nó vừa cắt cho mình đấy, nó vừa cắt cho mình. Biết cây loanh quanh lại dẫm vào chân nhau đi. Ok. Mày ơi, mày có kim bấm đấy không? Thường trên Farad đấy. Đi chợ cái gạch, xả chết thế vui. Vâng. Cái này anh mua 5 lít. Nhưng cái này rụng mất rồi. Thơm hết đấy, nhưng mà cái này. Cái này đồ làm năm nữa. Bấm cái gì? Ai xin giải trưởng trưởng Phan An. Bỏ đi á? Bỏ dây thì không có kìm bỏ dây. Bỏ dây nó quá. Kìm bỏ dây cả nhà mình có. Ở đây nó có dây còn bỏ dây. Để đi ạ anh nhỉ? Đẹp cái gì vào đây là anh? Đây nó chẳng qua đây không? Không. Đấy, ai xứ giả. Bấm đi. Bấm tua nhau mua. Hai bố thì nói vui tí là có cái nét nó giống nhau. Mỗi bố là có một cái nốt ruồi tài lộc ở trên. Các bác nhìn rất là vui, vui tính và yêu cây cây cảnh. Dầu nhiều gì đâu, con mày đi chợ nó khác. Anh rèn đấy, anh bảo đấy thằng em ấy. Thế là có hàng bố? Thì nó còn, nhưng mà cái thằng ấy thì nó đuối thôi, các em nó còn ngoan. Thằng đấy thì đâu có phải nó chạy đâu đúng không? Vâng, các em nó đuối quá. Thì để cho nó còn có nhắc đến đâu. Chào anh Trương nhé. À, xin chào. Đấy, ra đây là lại phải quay cái tem kia cái cho anh em biết. Hả? Lại phải quay cái tem này cái. Đây, hôm nào thích cây nào hỏi đây nhé. Quay rất nhiều rồi nhưng mà vẫn phải quay lại. Vậy. Cái cục trên xe này biết là của ai đấy? Đâu? Cái đấy của bên đâu mười mấy triệu của anh. Cái si mà đợt cứ thoải mái đi bác. À đây à? Cái vâng. Ui giời. Bác mới có mới gọi em trước nhỉ? Chưa. Chưa. Cứ thoải mái đi. 55 triệu đây. Con này lúc sáng chở bằng cái gì ra đây? Anh chở xe máy. Thế à? Rồi nhỉ. Anh chở xe nhưng mà. Thế còn là, còn cây này nữa? Còn mấy cây nữa thì chở bằng cái gì? Còn cây này anh điểm làm. À đi à? Hay nhỉ. Đấy. Trông thế nhưng mà không làm đâu. Con này đổi lấy cả chợ này có đổi không? Cao tầm 60 phân nhỉ? 60-65. Út này mà to lên thì tuyệt vời. Đấy. Có một ông khách, ông thích cái tường vi lắm nhưng mà bảo xong vừa bảo gửi anh lại trả tiền, ông bảo chờ ra ông ở ngã tư Sở. Nếu mà thực sự này buôn bán tốt không em? Nếu mà thực sự tiền trí ra. À đây à? Đây đi à? Rồi, 7 đấy, bố vào bán. Ờ, giờ anh cũng nghỉ đấy rồi. À. Em chắc sắp phải té rồi. Anh giờ đi về nhà. Đi được thì sợ ở đây à? Ừ. Ra được là vui rồi. Đi nhá. Anh về ạ? Qua đánh chơi đấy là... Đẹp quá nhỉ? Ờ. Cây của anh Dũng nha, đẹp, bốc bể bãi, người ta làm một thời gian khá dài đấy. Các bác nhìn cái chất bệt rồi này, thứ hai là được là qua nhiều lần làm, không cần dày dí, đẹp, bệt đẹp, bệt của chỉ có bệt Nam Điền nó như thế này, còn bệt quê nó hiền lắm. Các bác nhìn. Cho nên là các bác chơi Nam Điền ấy, là chơi cái chất
khỏe mạnh của nó, khỏe khoắn của nó, dù dáng là hay dáng trực cái gì đấy thì nó rất là khỏe. Nó có cái điểm rất là quái và khỏe. Trên quê thì nó có cái điểm hiền từ, người ta gọi trên quê cũng đúng. Điền cũng ở quê mà ra thôi, nhưng mà để ý là để phân biệt cái nét cây. Cái này rất đẹp. 5 triệu cũng xứng đáng. Nó to quá. To tiền, thưa là to. Có kích thước so với tôi thì mình vẫn thích lắm. Có vườn để chơi để sửa. Cổ này chắc là cái này không biết. Cổ chắc làm thêm chút nữa. Cái phọc này mà nuôi to nữa thì tuyệt vời. Còn chúng này có những cây rất là hay đấy. Bác nào thích thì hỏi số thì em gửi lại cho. Vậy là phía trước có đọc số rồi bác rồi. Phía trước có đọc số rồi. Đấy. Già biết chảy. Chảy một bệt. Chun. Đẹp, cái giá trị. Để ra xem cây của bác đi. Phẩm xanh của bác Đức. Bác Đức là người nhà. Đấy. Tôi cũng không tiện hỏi giá đâu, nhưng mà nó một cây nó khá là hay. Lâu lắm bác mang một cái cây nó hay như này. Để chui qua đây cả. Nó hơi vướng. Nó cao tầm 60 phân, 60-70 phân từ mặt chậu lên, những kích thước tôi cần đọc từ mặt chậu lên. Cây khá là hay, ai thích thì tôi gửi số bác Đức cho mà alo chứ tôi cũng ngại, họ ngại hỏi cái giá về nhà. Đây, cái này. Đấy, mặt này đẹp hết. Đấy, nhân đang cắt đất của cây tùng đây. Cái sang cũng chưa. Bảo quang cũng là bảo đứng ở sang đây chúng ta cho mấy cái này ba tiền. Chợ hôm nay nghe ít người ấy nhỉ? Chợ hôm nay mang một thứ này. Cây 20 triệu để xài. Không phải thứ hai thì nữa. Cây 5 thân nhà bán đây nhỉ? 5 thân là thấp từ 4 thân thôi. Đầu tuần này vắng lắm. Trên đầu tuần là vắng. Đầu tuần này ông không đi họp lao bàn hết. Hết rồi. Cái kia là cái cục của... Cái màn qua tay lướt hết rồi thôi. Cục màn. Rồi, 3 triệu rưỡi. Trên này hơi
thể xử lý được. Cây được, cây của anh không bán được, 3,2 triệu đúng không? 3,6 triệu mặt này thì nó không sinh bảo thôi tôi với cả 3,3 triệu. Chỗ kia nó hơi lệch. Cây được đấy, cây nhìn đẹp. 1 cây giá trị, được, ít khi thấy ở chợ. Móc cái dẹo này với lại đẩy cái này ra một chút, tuyệt vời. Đẹp đấy. Được chưa? Rất hay. Thường cái đẹp chưa bán được ngay đâu. Bét ra phải là bần đã. Đấy, các bạn nhé, khung cảnh đầu của cái chợ hôm nay. Tí nữa sẽ ra cái chỗ, cảnh bãi nó rộng hơn đằng kia. Chợ nó có, bây giờ nó đang hai khu vực, cũng trong một khu thôi, nhưng mà cái khu này thì nó chật hơi hẹp hơn, đằng kia nó cái bãi rộng hơn, bãi để xe. Đấy, cái cây của tôi khá thích kìa. Chiếu một chút đây nhưng mà nó có ra được rồi. Được. Rất giá trị đấy.